Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Phong, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri ba xã Tân Mỹ, Thiện Mỹ và Trà Côn. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông tin với cử tri nội dung dự kiến làm việc của kỳ họp thứ 8. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024, xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 12 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Dịp này, cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác thủy lợi, nạo vét kênh mương, kết hợp giao thông nông thôn, vùng sản xuất nông nghiệp. Cần có chế độ chính sách hỗ trợ phù hợp hơn nữa đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Nghiên cứu quy định lại độ tuổi được hưởng chế độ dành cho người cao tuổi cho phù hợp hơn, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cũng như nâng cao chất lượng hoạt động cho y tế cơ sở để hạn chế tình trạng vượt tuyến. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cảm ơn và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin thêm về những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp lễ Sendonta của đồng bào dân tộc Khmer, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng 10 phần quà cho cử tri thuộc gia đình dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Chiều nay, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Quốc hội chuyên trách Trịnh Minh Bình có buổi tiếp xúc với 200 cử tri phường 1, phường 3, phường 4 và phường 5 thành phố Vĩnh Long để báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, cử tri thành phố Vĩnh Long đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị, trong đó tập trung như tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh ở cơ sở y tế vẫn còn xảy ra, cần thực hiện tốt hơn đối với công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình dự án trên địa bàn, góp phần phát triển đô thị, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Các vấn đề cử tri đặt ra được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, giải đáp, làm rõ và cung cấp thêm thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng qua. Trong đó nhấn mạnh, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh rất chú trọng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời mong muốn cử tri chia sẻ những khó khăn của tỉnh cũng như của địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tương thân tương ái, cùng chung tay xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đối với các vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long sẽ tổng hợp báo cáo về trung ương theo đúng quy định. Còn các vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đề nghị chính quyền địa phương ghi nhận xem xét giải quyết theo đúng quy định.